thần sắc đẹp và tình yêu Aphrodite cùng thần chiến tranh Ares. Aphrodite vô cùng si mê Ares và nàng sẵn sàng bắt bất cứ ai phải trả giá nếu người đó xen ngang vào hạnh phúc của nàng. Ares, chàng đã về đấy ư? Mấy hôm nay chàng đã đi đâu mà không tới đây vậy? Ta mệt quá, Aphrodite. Trên đỉnh Olympus có nhiều công chuyện phải giải quyết. Ta vào trong nghỉ một lát nha. Người thử đoán xem chiếc khăn này liệu là của ai? Thưa nữ thần tình yêu và sắc đẹp, chiếc khăn hồng óng ánh ban mai này đích thị là của nữ thần bình minh Eos. Chỉ của nàng ấy mới có được chất liệu ánh sáng lấp lánh này trên trang phục mà thôi. Tại sao lại có chiếc khăn này trên người Ares? Ta phải đọc lại ký ức của chiếc khăn này mới được. Sao mấy bữa nay không thấy thần chiến tranh Ares đi qua cung điện của ta? Sáng nào ta cũng kéo cổ xe bình minh đi khắp những đỉnh núi cao nhất mà chẳng nhìn thấy chàng. Nhà ngươi đừng hòng mong điều đó xảy ra nữa. Nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite, nữ thần, người xin người tha thứ cho kẻ si tình ngu ngốc này. Ta cảnh cáo ngươi, hãy chấm dứt ngay tình yêu vụng trộm của ngươi đi. Sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu. Ngươi thừa biết Ares có ta, nhưng vẫn cả gan tương tư chàng. Nếu ta không sớm nhận ra, chắc đã đánh mất chàng vào tay ngươi rồi. Eos, ngươi là một nữ thần bất tử. Ta nguyền rủa ngươi hãy yêu một người trần mắt thịt và chịu cảnh chứng kiến cái chết của hắn ta khi số phận ngắn ngủi kết thúc. Chẳng bao lâu sau, nữ thần bình minh Eos mau chóng quên đi mối tình với thần chiến tranh Ares và trúng tiếng sét ái tình mới với một người nàng không thể ngờ. Đó là Tithonus, hoàng tử thành Troy. Chàng thật khôi ngô và tuấn tú làm sao? Sao tim ta thấy chàng lại đập nhanh như vậy? Lẽ nào... Từ hôm ấy, đúng theo lời nguyền của nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite, Eos đã đem lòng yêu chàng trai trần gian Tithonus. Ngày lại ngày, nàng đều âm thầm dõi theo Tithonus từ sau những màn mây bồng bềnh trên trời cao. Nếu ta cứ ngắm chàng từ xa, e rằng chàng sẽ sớm kết hôn với một cô gái khác như mọi chàng trai trên đời này. Hoàng tử, người đừng đi xa quá như vậy. Nhưng giờ ta đang ở đâu thế này? Eos không thể chờ đợi mỗi ngày khi Tithonus từ xa hơn nữa. Nàng quyết định bắt chàng về ở thẳng với mình. Dù ban đầu bị ép buộc, nhưng rồi Tithonus cũng bằng lòng ở lại với Eos, và họ đã cùng sống những ngày bình yên bên nhau. Sao thế Eos? Nhìn vẻ mặt nàng hôm nay có vẻ phiền muộn quá. Tithonus, em đang nghĩ chàng chỉ là một người trần mắt thịt. Sẽ có ngày chàng phải từ giã cõi đời này. Những tháng ngày hạnh phúc sẽ sớm tàn. Hai chúng ta sẽ ra sao đây? Suýt nữa ta đã quên mất. Bản thân ta là một người thường, nhưng điều đó có sai gì chứ? Eos, ngươi là một nữ thần bất tử. Ta nguyền rủa ngươi phải yêu một người trần mắt thịt và chịu cảnh chứng kiến cái chết của hắn ta khi số phận ngắn ngủi kết thúc. Không, em muốn chàng phải ở bên em mãi mãi. Vậy ngươi muốn ta cho Tithonus chồng ngươi được bất tử như các vị thần, nhưng hắn là một người thường, không có lý do gì để ta cho hắn bất tử cả. Nhưng thưa thần giáo tối cao, Tithonus là tình yêu duy nhất của đời con. Xin thần hãy nể tình con là nữ thần bình minh. Xin hãy cho chàng được bất tử để có thể hạnh phúc bên con mãi mãi. Được, ta đồng ý cho ngươi. Nhưng ta cảnh báo ngươi, một khi phép màu bất tử ứng nghiệm với Tithonus, ngươi không được hối hận, và dù có thế nào vẫn chung sống với chàng ta suốt đời. Dạ xin đa tạ ngươi, con sẽ không hối hận đâu ạ. Xin người mau chóng giúp con toại nguyện. We'll be right back.
Titonus, chàng sao thế này? Sao đột nhiên tóc chàng bạc hết vậy? Và sao mặt chàng lại đầy nếp nhăn thế này? Là ta đây sao? Không, đây là một ông già nào đó, không phải là ta. Em đã xin thần giới cho chàng sự bất tử vĩnh hằng của các vị thần. Tại sao chỉ sau một thời gian ngắn chàng đã bị già đi nhanh như vậy? Không được, em phải đi hỏi ông ta mới được. Đừng đi nữa, Eos. Nữ thần bình minh Eos, ngươi đã cầu xin ta cho Tithonus sự bất tử. Nhưng sự bất tử không phải lúc nào cũng đồng hành cùng với tuổi trẻ. Tithonus là người bình thường, muốn sự sống vĩnh hằng như các vị thần thì anh ta phải chấp nhận sự già nua ập đến nhanh hơn. Trên đời không có gì hoàn hảo cả. Để nhận lại bất kỳ thứ gì, các ngươi đều phải đánh đổi và trả giá. Năm tháng qua đi, xuân đến, hạ đi, thu sang, đông tàn. Tithonus ngày một già nua. Chàng tự nhốt mình trong phòng, không nói chuyện cùng ai, héo úa và luẩn quẩn trong cung điện của Eos như một bóng ma u ám, trong khi Eos vẫn luôn là một cô gái trẻ xinh đẹp. Khoảng cách giữa Eos và Tithonus xa dần. Thực ra Eos chỉ yêu dáng vẻ tuấn tú khôi ngô thời trẻ của Tithonus. Thấy chàng biến thành một ông già, trái tim nàng ta nguội lạnh. Eos, nàng có biết không, giờ mong muốn nhất cuộc đời ta không phải là sự bất tử như ngày ấy nữa. Ta chỉ muốn được sớm siêu thoát để thoát khỏi sự trượt đuổi của bệnh tật tuổi già và mau ra khỏi sự u ám đau khổ này. Tithonus, em xin lỗi. Em ước gì em chưa từng mang chàng về đây, chưa từng cầu xin sự bất tử cho chàng. Là lỗi của em, em đã quá ích kỷ. Chỉ vì em không muốn lời nguyện của Aphrodite thành hiện thực, bà ta muốn em phải chứng kiến cái chết của người mình yêu. Nàng đang hối hận sao? Nàng không hề yêu ta, Eos. Ta thì ước gì nàng có thể phá tan được phép thuật bất tử của thần giới để giải thoát cho ta. Ta không muốn làm gánh nặng của nàng. Đúng, ta không đủ quyền năng để phá bỏ phép thuật của thần giới, nhưng ta không thể để chàng mãi đau khổ như thế này vì ta được. Em sẽ giải thoát cho chàng, Tithonus. Xin hãy tha thứ cho sự ích kỷ của em. Cuối cùng, Eos vì thương xót Tithonus nên đành hóa phép cho chàng thành một con ve sầu, để khi kiệt sức, chàng có thể lột xác, hóa thành một kiếp ve mới, cứ tiếp tục vòng đời như vậy mãi mãi. Còn nữ thần bình minh Eos, sự ích kỷ trong tình yêu của nàng đã biến số phận của chàng trai nàng yêu trở nên bi kịch, và cả đời nàng phải ôm nỗi đau khổ dày dứt không cùng. Anh chàng chao chuông. Ngày xưa, ở một vương quốc giàu có nọ, có một vị vua rất anh minh. Ngài có một cô con gái nổi tiếng xinh đẹp, nhưng hiềm một nỗi, công chúa quá bụa từ khi còn rất trẻ. Vì thương nhớ người chồng đã mất mà công chúa ngày đêm buồn bã chả thiết gì. Con gái của ta, chồng con mất tới nay đã được 3 năm rồi, người mất cũng không sống lại được. Con hãy cố gắng quên đi và sống một cuộc sống mới. Ta sẽ tìm cho con một người chồng khác để con bầu bạn. Không đâu cha, con sẽ không bao giờ lấy chồng nữa. Con chỉ có một người chồng duy nhất đó thôi. Dù chàng ấy đã mất, nhưng con sẽ mãi chung thủy với chàng. Nhìn công chúa ngày đêm buồn bã, thương nhớ tới người chồng đã khuất, nhà vua rất đau lòng. Người bèn cho người đi khắp thiên hạ tìm người tài để giúp công chúa thoát khỏi nỗi buồn. Người nào có khả năng giúp được công chúa sẽ được trọng thưởng và cho cưới công chúa, cô con gái duy nhất của nhà vua. Rất nhiều chàng trai từ khắp nơi đã tới trổ tài, nhưng không có ai khiến cho công chúa vơi đi được nỗi đau khổ, muộn phiền và nguôi ngoai nỗi nhớ người chồng yêu dấu. Cách kinh thành không xa, có một chàng trai tên là Chao Chu. Chàng vốn là một đầu bếp nấu ăn rất ngon. Chàng có một gánh hàng nhỏ bán đồ ăn ở chợ.
Nhà vua đang rất lo lắng về tình trạng của công chúa. Nàng ấy đã không ăn không ngủ bao nhiêu ngày nay vì thương nhớ người chồng đã mất. Tưởng thời gian sẽ làm công chúa nguôi ngoai, nhưng tình hình vẫn ngày càng trầm trọng hơn thì phải. Mình sẽ giúp công chúa, coi như là cứu nàng ấy để nhà vua yên lòng lo việc nước. Người nói có thể giúp được công chúa sao? Bao nhiêu người tới đây đều chẳng làm được gì cả. Người cũng về đi, không ích gì đâu. Thưa bệ hạ, công chúa đã nhiều ngày không ăn, sức khỏe suy sụp nhiều. Vậy cứ để thần mời công chúa một bữa ăn do chính tay thần nấu đã ạ. Thưa công chúa, thần đã nấu bữa ăn này, mời công chúa ăn thử xem có ngon không ạ. Đã lâu ta không còn muốn ăn uống gì nữa. Hôm nay ta nấu một bữa ăn để mời công chúa, nàng đừng giận ta nha, nàng cũng ăn cùng đi. Ngươi vừa mời ai ăn đó? Thưa công chúa, thần mời người vợ đã khuất của mình ăn đấy ạ. Vợ ngươi cũng mất rồi à? Vâng, vợ thần đã mất vì nhớ thương nàng, mà bữa ăn nào thần cũng mời cô ấy ăn, giống như cô ấy vẫn còn sống ạ. Chồng ta đã mất 3 năm, không có ngày nào ta không thương nhớ chàng. Giờ thấy ngươi cũng trong tình cảnh giống như ta, ta thật cảm động. Thần có chiếc chìa khóa này, có thể mở được cửa âm phủ. Chỉ vài ngày nữa thôi sẽ tới ngày thần được gặp vợ rồi. Công chúa có muốn đi xuống đó tìm chồng không? Thật sao? Ngươi cho ta đi cùng với. Nhưng tại sao ngươi lại có chiếc chìa khóa này? Để thần kể cho công chúa nghe. Mình ơi, sao mình lại bỏ tôi mà đi? Không có mình, cuộc sống của tôi không còn ý nghĩa gì nữa. Ngươi là ai? Ta là thần canh gác cửa âm phủ. Từ ngày vợ ngươi mất, ngày nào ta cũng phải nghe tiếng khóc của ngươi. Thật là não ruột. Ta cho ngươi chiếc chìa khóa này. Tròn 3 năm ngày mất của vợ, ngươi hãy tới đây. Cửa mộ này sẽ mở ra dẫn ngươi tới cánh cửa âm phủ. Ngươi có thể vào đó tìm vợ. Vậy là tôi sắp được gặp lại vợ rồi. Đa tạ thần. Ngày mai là tới ngày ngôi mộ sẽ mở ra. Thần đã chờ đợi ngày này từ lâu rồi. Trời ơi, vậy là ta sẽ được gặp lại chồng của ta sao? Ta sợ quá, nhưng nghĩ tới việc được gặp chồng ta, ta sẽ vượt qua tất cả. Được gặp lại vợ của mình, thần cũng sẽ bất chấp gia nguy. Chúng ta đi thôi. Châu chú, ta ngã mất. Châu chú. Công chúa. Châu chú đâu rồi? Không biết anh ta có sao không, nhưng dù sao mình cũng phải đi tìm chồng của mình trước đã. Ta đang ở đâu thế này? Ta vẫn còn sống sao? Phải làm sao đây? Ta phải đi tìm chồng của ta. Dù bất cứ khó khăn nào, ta cũng phải gặp lại được chàng. Chàng ơi, chàng là thiếp đây. Công chúa, sao nàng lại ở đây? Lẽ nào nàng đã... Không, thiếp chưa chết. Nhờ có chiếc chìa khóa của Châu Chu, thiếp tới được đây để tìm chàng. Thiếp nhớ chàng quá. Chồng ơi. Cô gái này là... Đây là vợ mới của ta. Trời ơi, ngươi là đồ phản bội. Suốt 3 năm qua ta đau khổ vì nhớ nhung ngươi, vậy mà ở dưới này ngươi lại cưới người vợ khác.
vượt qua bao khó khăn, trở ngại, ta mới tìm được tới đây để chứng kiến cảnh tượng đau lòng này hay sao? Công chúa à, ta không thể sống lại, nhưng ta cũng phải có một cuộc sống mới chứ. Ban đầu ta cũng thương nhớ nàng lắm, nhưng thời gian trôi qua, ta nghĩ ta không thể cứ mãi đau khổ. Rồi cô gái này xuất hiện và cùng ta xây dựng lại hạnh phúc. Công chúa, người đây rồi. Thật may là ngươi không sao, ta lo quá, tưởng ngươi đã bị dòng suối đó nhấn chìm rồi. Không, nghĩ tới việc tới đây để tìm vợ mình, thần đã quyết không bỏ cuộc. Còn công chúa, người đã tìm thấy chồng của mình chưa? Chồng của ta đang đứng trước mặt đây, nhưng chàng ấy đã lấy vợ khác rồi. Chàng Bia, nàng ơi, ta vượt qua bao nhiêu vất vả để tới đây tìm nàng. Chàng à, chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau. Thiếp đã lấy chồng mới rồi, đừng nhớ tới thiếp nữa. Vợ cũ của ngươi chính là vợ mới của chồng ta sao? Công chúa, thần thật không ngờ mọi chuyện thành ra thế này. Quá khứ là điều không ai có thể quên, nhưng cũng phải sống cho hiện tại và tương lai nữa. Chúng ta không thể sống mãi với kỷ niệm để đau khổ và dây dứt suốt cuộc đời được. Vậy là từ đó, công chúa không còn đau buồn vì nhớ tới người chồng đã khuất nữa. Châu Chu định giúp công chúa, nhưng hóa ra là giúp cả chính mình. Quá khứ được vùi chôn, Châu Chu và công chúa cùng nhau xây đắp một cuộc sống mới hạnh phúc. Công chúa núi băng. Xưa kia, đã lâu lắm rồi, có vị đại thiếu gia của một gia tộc giàu có tên là Phima. Đến tuổi lập gia thất, càng không nghe theo bất kỳ sự sắp đặt nào từ gia đình, mà quyết vượt dặm trường tìm ý trung nhân. Lát nữa người ta sẽ treo cổ người lính đào ngũ kia. Thật tội nghiệp, nghe đâu nếu đủ tiền gán phạt thì sẽ được tha, nhưng anh ta chẳng còn lấy một đồng xu dính túi. Trời ơi, anh ta giống hệt mình. Mình còn tưởng giờ khắc mình bị treo cổ sắp đến. Mình phải cứu anh ta. Ông đòi bao nhiêu để người khốn khổ này được sống đây? Người này đã tình nguyện làm lính của vua để lấy 200 đồng vàng. Anh ta đào ngũ, tiêu tán hết số tiền, theo luật phải lấy mạng đền. Bây giờ tôi sẽ nộp tiền cho anh ta, 200 đồng vàng và thêm 100 đồng vàng nữa bồi dưỡng cho các anh. Được đấy, chúng tôi sẽ thả người ngay, thế là ổn cả rồi. Anh đã sai lầm khi ném tiền qua cửa sổ. Tôi là Ruto, từ khi sinh ra tôi đã rất mạnh, bọn chúng chẳng thể treo cổ tôi. Anh đúng là có sức mạnh phi thường. Tôi chưa từng thấy người nào có thể thổi đổ được cây. Tôi không ngờ anh giống tôi như đúc, mà sức mạnh hơn tôi 100 lần. Thật đáng khâm phục. Hãy làm bạn nha. Được, dù sao anh cũng rất nhiệt tình cứu tôi. Một ngày là bạn, suốt đời là bạn. Anh có vẻ là người vùng khác tới hả? Tôi từ xa đến, đang đi khắp thế gian tìm vợ. Và đây là lần đầu tôi tới xứ tuyết này, đến chinh phục công chúa trên núi băng sao? Tôi chưa từng nghe đến công chúa núi băng nào hết. Cô ta nổi tiếng vì sắc đẹp và một trái tim băng giá, lại được quản bởi người anh dữ dằn. Hàng trăm người cầu hôn cô ta nhưng đều không trở về. Trái tim băng giá ư? Tôi cũng bị người ta nhận xét như vậy, nhưng tôi chưa từng gặp người con gái nào như mình. Tôi rất muốn gặp nàng ấy. Tôi từng có việc ngang qua núi băng đó. Anh phải thổi tắt một hơi 100 ngọn nến thắp trước lâu đài băng không bao giờ ngừng cháy. Nếu không thể, anh sẽ tan thành sát nến. Anh đã từng tới đó rồi. Vậy đã thử thổi tắt nến chưa? Với sức mạnh của tôi, dĩ nhiên tôi có thể. Nhưng tôi chỉ thích phiêu diêu giang hồ, không có ý định cầu thân đâu. Thế thì anh đi với tôi đi. Anh sẽ thổi tắt nến, còn tôi sẽ gặp nàng. Tôi có linh cảm, nàng chính là người tôi tìm kiếm. Được, vậy chúng ta sẽ đi mua hai bộ đồ giống hệt nhau, để nàng không nhận ra người thổi nến. Kẻ lạ mặt kia, nếu không thể thổi tắt nến thì mau cầu nguyện trước khi tan chảy thành sáp nến đi. Ta vốn đang cần thật nhiều sáp đây. Không ngờ kẻ được đồn là anh trai của công chúa là một gã phù thủy băng đã bắt cóc và yểm bùa chú nhốt nàng.
việc Roto thổi tắt 100 ngọn nến đã phá vỡ bùa chú giải thoát tất cả. Nhìn thấy nàng công chúa xinh đẹp, Feyma lập tức trúng tiếng sét ái tình và công chúa cũng thổn thức khi thấy chàng. Chỉ còn ít ngày nữa là ta có thể gia tăng sức mạnh. Không ngờ cái lạ mặt kia đã phá vỡ tất cả. Mảnh mặt này xem ra có một phần pháp thuật của hắn. Các chàng trai được giải thoát, sau đó rời đi trước khi gửi lời chúc phúc cho tình yêu chớm nở của Feyma và công chúa. Hành trình còn lại chỉ còn 3 người. Hai chàng giống hệt nhau, như là anh em song sinh. Thật khó để ta phân biệt được. Người nào yêu nàng, đó là ta Feyma. Còn cậu ấy là Roto, bạn của ta. Giờ ta sẽ đi tậu ngựa. Đường về kinh thành còn xa lắm. Tôi sẽ hộ tống hai người. Vua cha và hoàng hậu hết sức vui sướng khi công chúa trở về. Họ cảm kích người thanh niên đã cứu con gái mình. Lễ cưới của đôi trẻ được chuẩn bị ngay sau đó. Đêm nay trong cung sẽ tổ chức tiệc rượu. Anh nhất định phải uống say cùng tôi. Uống rượu với tôi là cấm kỵ, vì nó sẽ làm mất sức mạnh của tôi. Tối nay tôi sẽ đi dạo ngắm cảnh thôi. Tiếc quá, nhưng cậu không được từ chối lời mời làm phù rể ngày mai cho tôi đó. Nhất trí. Nếu kẻ đang ăn mừng vì lấy được công chúa trong điện kia biết rằng nửa đêm nay phù thủy băng sẽ hóa thành một con chim lớn tới bắt công chúa thì sao chứ? Anh ta sẽ chìm trong đau khổ mãi mãi chứ còn sao nữa. Hả? Sao? Mình lại có thể nghe được bọn quả nói chuyện. Trời ơi, ý chúng là Feyma bạn của ta sắp bị bắt mất vợ. Gã phù thủy băng kia đã lấy lại được pháp lực rồi. Người đi dưới tán cây kia có lẽ đã giữ mảnh băng hộ thân của phù thủy băng và nghe được chúng ta. Cẩn thận, anh ta sẽ kể lại với công chúa đó. Nếu anh ta làm vậy, anh ta sẽ biến thành băng từ chân tới đầu luôn. Phải làm sao đây? Mình nói ra thì sẽ biến thành băng. Lúc này Feyma chắc đã say rượu rồi. Chỉ còn nửa canh giờ nữa là nửa đêm. Không được, mình phải bảo vệ công chúa thôi. Chàng đó hả, Feyma? Ta đây. Sao chàng còn ngồi đó? Ta hơi khó ngủ. Nàng đừng lo, nàng ngủ tiếp đi. Nửa đêm, một con chim đen đồ sộ bay đến cửa sổ, bị đón đầu bằng lưỡi gương chí mạng. Con chim, gã phù thủy biến hình, không chút đề phòng và đã bị hạ gục. Trời ơi, chàng làm gì vậy? Ta... Có chuyện gì vậy? Anh định giết vợ tôi? Anh đừng nói bậy bạ, sao tôi lại giết vợ anh được chứ? Anh ta không định giết em, nhưng đã lén vào phòng em, làm cho em tưởng rằng đó là anh. Em không nhận ra anh ta vì hai người giống nhau quá. Anh, sao anh có thể làm thế với tôi hả, Roto? Tôi có được mảnh băng của lão phù thủy và nghe được tay chân của lão là hai con quả nói chuyện. Đêm nay lão sẽ biến thành con chim lớn để bắt vợ của anh. Tôi đã giết nó để bảo vệ cô ấy. Đó là lý do tôi có mặt ở đây. Vậy sao anh không nói với tôi? Vì như thế này tôi sẽ hóa băng. Nếu nói ra chuyện lũ quả nói, giờ chỉ có máu của vợ bạn ngươi mới cứu được ngươi thôi. Mà bạn ngươi sẽ không bao giờ hy sinh vợ mình vì ngươi đâu. Dám tiết lộ bí mật của chúng ta, đáng kiếp nhà ngươi. Giờ tôi phải làm gì để cứu được anh đây? Sao có thể nghi ngờ anh chứ? Chỉ có máu của vợ anh mới cứu được tôi thôi. Việc đó chẳng thể nào. Thôi, anh đừng khó xử nữa. Là tôi đã tự chuốc vạ mà thôi. Ngay lúc đó, công chúa không nề hà lấy máu từ tay mình cứu sống người bạn tốt nhất của chồng. Không ngờ chỉ một giọt máu nhỏ xuống đã khiến băng tan và Roto trở lại bình thường. Hai người bạn ôm chầm lấy nhau. Từ đó, cùng với tình yêu vĩnh cửu bên nàng công chúa hiền hậu, tình bạn của Feyma và Roto cũng không bao giờ bị vấn đục và bền chặt cho đến mãi về sau.